Nhà sạch thì mát, mà bát sạch đựng cơm thì chỉ nhìn thôi cũng thấy ngon rồi. Đối với việc xây một ngôi nhà, chưa bao giờ lại trở nên dễ dàng như vậy. Một ngôi nhà như các bạn được thấy đây. Sao Việt cùng đồng hành với gia chủ từ những bước đầu thiết kế, thi công xây dựng, vệ sinh công nghiệp, tiếp đến là hoàn thiện nội thất, tất cả gói gọn trong 115 ngày. Hiện tại, các bạn đang được chiêm ngưỡng là phòng khách, được thiết kế rất là độc đáo và sang trọng, với hai tông màu chủ đạo là màu trắng và màu nâu. Kế tiếp phòng khách là được thiết kế liền kề với bếp và phòng ăn, hai phòng ngủ của bác gái và bác trai cùng với một phòng vệ sinh liền kề. Mọi thứ đã được sạch sẽ cả rồi phải không ạ? Chúng mình đã dọn dẹp và chuẩn bị đầy đủ đồ đạc theo đúng thiết kế và hợp đồng. Gia chủ chỉ đến nhận bàn giao từ sau việc. Phòng bếp được ngập tràn sắc màu đầm ấm, có vị của mùi canh chua mẹ nấu, mùi ghế bàn gỗ xưa cũ, xen lẫn hương hoa lan, ba chồng ngoài lan can bay vào. Rồi cả mùi hương xa xăm của tường nhà, của hương nhang bàn thờ trộn lẫn, không thể nào nhầm với bất cứ nơi nào được. Thời gian vẫn cứ trôi đi vô tình, nhưng sao Việt lại muốn đi ngược lẽ trời, muốn giúp bạn một tay kiến tạo không gian ngưng động bình yên nơi này. Nếu không ăn uống tử tế thì người ta sẽ chẳng thể nào mà suy nghĩ, yêu đương và nghỉ ngơi tử tế được. Sao Việt hiểu rõ điều ấy, bởi vậy Sao Việt sẽ mang đến cho bạn những bản thiết kế hoàn mỹ nhất, những sản phẩm nội thất chất lượng nhất, như đóng góp một ngọn lửa nhỏ bé cho đến gia đình của bạn. Relax yourself, have a beautiful sleep. Hãy để tâm hồn của bạn được thư giãn, để giấc ngủ của bạn được bình yên với chăn ga gối, chất liệu lụa mát, lụa silky, một chất liệu mỏng, nhẹ, mềm mại, dễ thấm hút, phù hợp với thời tiết hiện tại và cả khi sử dụng điều hòa. Không phải Sao Việt chỉ sở hữu mỗi ngành xây dựng cứng nhắc đâu, mà Sao Việt còn có những món đồ trang nhã và mềm mại như thế này bạn ạ. Với đội ngũ kiến trúc sư chuyên nghiệp của Sao Việt thì các bạn có thể thấy mỗi sớm mai bình minh lên, ánh sáng sau kéo rèm cửa thật là bình yên, cho chúng ta cảm giác thật là thoải mái. Toàn bộ nội thất trong phòng ngủ đều được thiết kế từ gỗ, nội thất gỗ như tủ quần áo, tủ kệ tivi, bàn trang điểm. Các bạn có thể thấy tủ quần áo bên trong là thiết kế ánh đèn. Khi mở ra sẽ có ánh đèn hiện lên và khi đóng lại thì đèn sẽ tự tắt. Chúng mình cùng xem lại toàn bộ khung cảnh của ngôi nhà nhé. Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Sao Việt với tâm huyết giá trị trao tay. Địa chỉ ở số 95 Ngô Quý Dực, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định. Có thể gọi theo hotline 0931 792 795 hoặc có thể truy cập vào website xây dựng trọn gói nam định.com. Cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Hãy để lại số điện thoại để mình được tư vấn rõ hơn nhé.